Hồi thứ 17, Tiền Thu Hà tới thầy vào khách quán, thảm sơn động ma quỷ dọa anh hùng. Cái tình cảnh thê thảm của tiểu thơ ở tại Thạch Đình thế nào? Đi tôi xin đình lại ít phút đồng hồ. Đặng thực sự Võ Đông Sơ đi tìm tiểu thư cho khách quan rõ trước. Từ Võ Đông Sơ ở Đông Kinh đi với hai tên quân nhân ra tỉnh Hải Ninh. Khi đi tới tỉnh Quảng Yên, trời đã gần tối. Thấy giữa đường có một nhà quán vẹn vang rộng rãi, Đông Sơ với hai tên bộ hạ ghé lại biếu dọn một bữa cơm, đặng ba thầy trò ăn uống vào tối túc một đêm. Tên quản lực đực dọn một phòng riêng phía trong sạch sẽ, rồi sửa soạn cơm nước bị bàn. Đông Sơ và hai tên bộ hạ đều ngồi lại ăn chung. Kể thấy phía trước quán có một người râu lém đếm và một người con trai. Hai người bộ tướng vạm vỡ, ngoài cửa bước vô, lại ngồi nơi ghế, kêu chủ quán biểu đem rượu ra uống, rồi dây lại hỏi: "Anh quán, anh có rượu sen thiệt tốt không?" Tên quán nói có, song rượu đó giá mắc hơn rượu thường. Tên kia nói mất rẻ cần gì, miễn rượu thiệt tốt thì đặng. Tên quán hỏi: "Hai cậu muốn mua bao nhiêu?" Tên có râu nói: "Mua chừng hai ché." Quán hỏi: "Mua chi nhiều vậy?" Tên kia nói: "Anh không biết ngày mai này là ngày đám cưới của chủ tôi là Hoàng Nhất Lan sao?" Tên quán nghe nói thì dựng hai chân mày, mỉm cười nói: "Tưởng ai chớ đám cưới Hoàng Đại Nhân thì tôi đã có sẵn sàng rượu tốt, hai cậu chớ lo, muốn lấy chừng nào cũng đặng." Tên kia nói: "Lấy tức thời bây giờ, anh hãy đem ra coi thử." Tên quán vội vã phô bưng hai ché rượu ra và nói: "Rượu này một ché hai nén bạc, ấy là để cho Hoàng Đại Nhân, còn người ta thì giả mắc hơn nữa." Tên có râu liền thò tay vào túi, móc ra bốn nén trải cho tên quán, rồi dây lại uống rượu với tên kia. Còn Đông Sơ với hai tên bộ hạ ngồi phía trong tấm bình phong, lẳng lặng làm thinh để lóng tai nghe thử. Kể nghe tên quán hỏi: "Chẳng biết Hoàng Đại Nhân cưới vợ ở đâu? Xin hai cậu nói cho tôi rõ với." Tên kia nói: "Cưới tại Sơn Động." Tên quán nhíu mày và rùng vai mà nói: "Ai không biết cưới tại Sơn Động, song tôi muốn hỏi vợ người quê quán ở đâu và tên họ chi cho biết." Tên kia dày ngó chủ quán và cười hà hà mà nói: "À, nàng ấy tôi không biết tên chi, song nghe nói quê ở Đông Kinh mà bây giờ đây đã có hiện diện ở tại Sơn Động rồi." Đông Sơ ngồi trong nghe nói thì lấy làm lạ, liền nháy mắt nháy hai tên bộ hạ, dường như biểu hai tên ấy lóng tai nghe coi. Kể nghe tên quán hỏi nữa: "Cậu nói lạ quá, chưa cưới mà sao nàng ấy lại đã có tại Sơn Động? Cậu nói chơi sao chớ?" Tên kia lấy chén rượu uống một hơi rồi nói: "Vậy mới gọi rằng có duyên. Nên tục diêu người ta nói rằng có duyên thì gặp vợ xinh, không duyên đứng giữa cột đình ngó mông. Nàng ấy chẳng biết ở đâu mà cô hai gặp đêm về. Còn như anh em mình đây gái xấu xấu còn kiếm chẳng ra, có đâu tin không mà gặp nhầm gái lịch như vậy." Tên trai kia nói: "Thật nàng ấy lịch sự vô song, và con tỳ tức của nàng ấy tên là Xuân Đào, mặt mày cũng bảnh." Nói rồi lấy chén rượu uống một hơi, rồi mỗi người lại xách một chén rượu sen, từ giả chủ quán ra đi tuốt về Sơn Động. Đồng Sơ nghe nói tới tên Xuân Đào thì sửng sốt một hồi rồi nói: "Nói vậy thì chắc là tiểu thơ với Xuân Đào chẳng sai, song chưa rõ cớ nào mà lạc vào Sơn Động." Liền dây lại kêu tên quán và hỏi rằng: "Người ở đây có biết gốc rễ Hoàng Nhất Lan là ai chăng? Và người ấy ở núi này làm nghề gì? Xin nói cho ta rõ." Tên quán nói: "Tôi nghe Hoàng Nhất Lan khi trước là bộ hạ của Nguyễn Quang Toản. Từ khi Nguyễn Quang Toản thất thủ Bắc Kỳ rồi thì Hoàng Nhất Lan đem bộ hạ gia đình rất đông đến chiếm cứ núi này ở đó gần 10 năm nay, và có một người em gái tên là Hoàng Nhị Cô, tục kêu Cô Hai. Anh em đều võ nghệ tinh thông, em thì chuyên nghề săn bắn nên ngày đêm hay dạo chốn rừng cao, còn anh thì du lịch giang hồ nên lắm lúc hay cưỡi thuyền vượt biển." Đông Sơ nghe nói thì trầm tư tự nghĩ một hồi, rồi dây hỏi tên quán: "Đường lên Sơn Động bao xa?" Tên quán nói: "Đi lên Sơn Động có hai ngã, một ngã đi quanh lộn lộn trong núi rất xa, nếu không biết đường đi thì tối ngày cũng chẳng tới, và nhiều khi phải lạc vào rừng không đường ra đặng."
Cùng một ngã đi ra phía sau cổ tháp, lên sơn động thì gần, sông rất hiểm nghèo, ghê gớm lắm. Có nhiều người lên đó mà phải bỏ mạng, kẻ thì bị chết treo trên ngọn cây, kẻ thì chết khô trong bọng đá. Mới tháng trước đây, hai người ở xóm này uống rượu xình xoàng, rồi nửa đêm dắt nhau lên tháp, nói đi coi yêu quái thế nào. Đi trọn một đêm mà chẳng thấy gì. Sáng ngày vợ con và anh em dắt nhau lên kiếm thì thấy một người bị chết treo trên cây đại thọ, le lưỡi dài gần hơn 3 tấc. Còn một người ngồi giữa kẹt đá, mặt mày xanh dần, mình mẩy đều lắm bùa. Mấy người kia lật đật lại coi thì còn sống mà nói không nặng, xem lại thì trong miệng đầy những bùn đất. Đông Sơn nghe rồi thì gật đầu 2-3 cái và nói, nếu quả thiệt yêu quái rất hung thì chẳng nên khinh sức mà đến đó. Nói rồi biểu Tinh Quán sửa sang phòng buồng, đặng ba thầy trò nghỉ ngơi. Tinh Quán vội vã dọn phòng xong rồi mời Đông Sơn vào nghỉ. Một lát Đông Sơn ngồi dậy bước ra, thấy Tinh Quán đã ngủ ngáy pho pho. Ngoài sân thì trăng sáng mờ mờ. Đông Sơ bèn kêu 2 tên bộ hạ lại và dặn 1 tên phải ở tại quán giữ đồ hành lý và coi ngựa, còn 1 tên theo ta đi thám thính sơn động, đặng dò coi tin tức tiểu thơ. Đó rồi Đông Sơ lén lén mở cửa trước ra đi một đuổi, thấy trước mặt có một gian rừng. Đông Sơ và tên bộ hạ cứ theo đường mòn lần lần đi vào. Hai bên cây bụi rậm rí, thật là quạnh hiu vắng vẻ. Khi đi khỏi rừng ra tới khoảng trống thì thấy một cái tháp rất cao ở giữa trên núi. Đông Sơ dây lại nói với tên bộ hạ biểu phải coi chừng 2 bên đường và trước sau cho cẩn thận. Tên bộ hạ nói, tới đây đường xá tối tăm hiểm trở, xin quan nhân đi sau để tôi đi trước, đặng dò thăm đường xá kẻo e hầm hố hiểm nguy. Nói rồi bước tới đi trước, 2 thầy trò ngó trước xem sau, lần lần đi tới, bỗng thấy trước tháp có một cây đại thọ rất lớn, bằng căn cố đế, chẳng biết mấy trăm năm. Cây lá rậm rì, tàn nhánh dê ra xa hơn mấy trượng. Khi đi tới giữa cây, Đông Sơ thấy một lằn đen nho nhỏ trên cây thòng xuống. Sẽ nghe tên bộ hạ la lên 1 tiếng bài bẫy thì thấy tên ấy 2 chân đã hỏng đất lên gần 1 thước. Đông Sơ liền rút gươm nhảy tới chặt cái dây kia một cách rất mạnh, dây ấy đứt ngang thì thấy tên bộ hạ vừa rớt xuống đất. Đông Sơ dây lại đỡ tên ấy đứng dậy thì thấy vòng dây kia quấn ngang qua cổ, còn 1 mối thì lòng thòng bên vai. Lật đật mở ra thì tên bộ hạ đã vừa tỉnh lại. Đó rồi 2 thầy trò ngó lên cây kiếm coi thì thấy một bóng đen thui đi thấm thoát trên nhánh cây như đi trên mặt đất, đi vô tới chỗ nhánh lá rậm rạp rồi mất đi. Đông Sơ dây lại nói nhỏ với tên bộ hạ, chuyến này mi hãy đi sau để ta đi trước mới đặng. Đó rồi 2 thầy trò chấm bẩm bước đi, chẳng chút gì gọi là e sợ. 2 bên đường đá dựng chập chồng, chỗ cao chỗ thấp, thình lình nghe phía sau la lên 1 tiếng cứu tôi, cứu tôi. Đông Sơ ngó ngoáy lại thấy tên bộ hạ còn ló cái đầu và 2 tay chới với bên đường, còn 2 chân và mình đều lúp xuống đất. Đông Sơ liền nhảy lại nắm 2 cánh tay ra sức kéo lên, còn phía dưới dường như có ai níu chân trì xuống. 2 đàn nhũng nhẵn hồi lâu, Đông Sơ liền hét 1 tiếng biểu lên. Tên bộ hạ mượn thấy Đông Sơ vùng một cái rồi nhảy lên trên đất, ngó lại thì thấy một hang đá rất sâu, dưới hang tối thui như mực. Tên bộ hạ đã hoảng vía kinh hồn, đứng thở phơ phơ như trầu cắt cổ. Đông Sơ hỏi cớ sao mà mi sụp xuống hang ấy. Tên kia nói, tôi đường đi với quan nhân, bỗng thấy dưới đất ló lên 2 cánh tay đen thui, rồi thò nắm 2 ống chân tôi, hơi lạnh như đồng, tay nhám như da cá đuối. Tôi chưa kịp vùng thì đã kéo ngay xuống lỗ, bây giờ 2 chân còn đau tăng tăng, rời coi thì rần rần dường như rớm máu. Đông Sơ cũng lấy làm sự quái gở, rồi nổi giận lại ôm cục đá giữa đường rất to quăng xuống hang ấy 1 cái, nghe kêu bon bon dường như liệng đá xuống giếng sâu vậy. Đó rồi 2 người lần lần đi tới cái cổ tháp thì thấy 4 phía quạnh hiu, cửa đóng then gài, phía ngoài có 1 phòng thành xây bọc xung quanh, có 1 biềm leo rậm rạp. 2 thầy trò đứng ngó 1 hồi rồi lần lại phía sau leo thành nhĩ vô, thấy trong tháp tối mò tư bề lặng lẽ, vì nghe những tiếng sành kêu tích tích dễ gáy re re trước ngõ quanh hè giờ bay rẹt rẹt. Đồng Sơ với tên bộ hạ rút gươm cầm nơi tay rồi lần bước vào trong, bỗng thấy 1 lằn ánh sáng nhán qua rồi mất đi. Đông Sơ nói với tên bộ hạ biểu phải coi chừng 4 phía cho kỹ.
Ghế nghề trồng cửa rộp rạch dường như chân đi động đất, nhưng chẳng thấy chi. Đồng sơ đứng lại để coi. Ghế thấy một bóng đen cao lớn sầm sầm phăng phăng đi tới. Đồng sơ cầm gươm hét lên một tiếng hỏi ai, phải yêu quái đó chăng? Cái bóng đen kia liền đứng lại rồi đi vòng ra phía sau. Đồng sơ với tên bộ hạ bước theo, nhưng bị bàn ghế cản trở nghênh ngang nên đi mau không tiện. Còn cái bóng đen kia đi quanh lộn lại thấm thoát như không, và nghe tiếng áo cọ nhau lào xào như tiếng đệm bao ai kéo trên đất vậy. Đồng sơ nóng nảy quyết trượt theo bóng đen ấy mà đâm một gươm. Song tên bộ hạ cứ níu áo đồng sơ, vừa đi vừa run cầm cập. Đồng sơ nổi giận hét lên một tiếng lớn biểu ngừng. Trong lúc đêm thanh canh tịnh, cái tiếng ấy dội vào núi vang rừng, dường như ai đứng ngoài rừng nhái lại. Còn cái bóng đen kia cứ nhẫn nhẫn nhơ nhơ đi quanh lộn ra phía nhà sau. Tự nhiên tề tề tỉnh tỉnh như chẳng nghe thấy điểm chi đến lời đông sơ kêu gọi. Bỗng đâu một ánh sáng nháng qua, liền thấy hình đen kia mặt lớn chần dần như mâm, mành vuốt lộ như quỷ dạ xoa một thứ. Tên bộ hạ thấy liền phát rét rung lên, hai hàm răng đánh nhau nghe khua cấm cấp. Còn đông sơ thì lửa giận phùng gan, liền rút cây súng tiểu thương ra rồi nhắm ngay cái bóng đen ấy và nói: ở bóng đen kia, nếu mi chẳng ngừng thì ta cho mi một mũi súng này xó ngay vào ruột. Nhưng cái bóng kia xăm xăm đi mãi, đông sơ liền giương súng nhắm ngay bắn ra một mũi. Nghe tiếng kêu cái bợp, coi lại thì bóng đen ấy còn đi tự nhiên như thường. Đồng sơ thảnh độ rút gương nhảy tới rượt theo, thì bóng ấy bước ra cửa sau rồi mất. Đồng sơ và tên bộ hạ xốc lại nơi cửa đừng đứng dòm coi, bỗng đầu dưới chân dường như đất sụp thinh không. Đồng sơ tức thì nhảy trái ra một cách lẹ làng, rồi ngó lại thì tên bộ hạ đã sụp xuống hang, và miệng hang liền lại như cũ không thấy chi hết. Đồng sơ giận lấy gươm động trên miệng hang và hét rằng: hãy mở cửa hang ra mà trả tên bộ hạ cho ta. Và nói, và động trên miệng hang đùng đùng. Song cửa miệng hang dày như ván ngựa, không thể chì phá nổi.